Run. Run. Chào anh em, hôm nay mình mới mua được một ít nhái cho mồi cho cá, 50 con nhái. Và đây là cách mà mình trữ nhái, mình để trong thùng nè, một cái thùng sơn 18 lít cao cao này để cho nó hạn chế nó nhảy ra. Và mình sẽ bỏ vào đó hai cục gạch ống, mục đích là để cho con nhái nó có cái chỗ để nó chui vào. Đấy, nó chui đi rồi luôn. Nhảy ra ngoài mất mẹ một con rồi. Đó, thường là mình sẽ đậy cái rổ lại. Anh em đợi xíu mình đi chộp con này lại. Đây, mình chộp lại được rồi. Đó, chút xíu là mất 3.000 rồi đó. Một con là bây giờ đến 3.000 là. Ê, má này lại nhảy ra. Ê, dính lại nó nè. Ghét cho ăn luôn. Chạy hay mày. Đây, biểu diễn cho anh em xem luôn. Rồi, xong phim em nha. Vượt ngục hả mày? Đây à, nói tới đâu rồi. Đây, mình sẽ trữ nhái như thế này. Thì bỏ gạch ống vào để cho nó có chỗ nó trú vào đó. Cái thứ hai là nhái thì nó hô hấp qua da, thành ra anh em cần có phải phun sương hoặc là bỏ nước lấp sắp gì thôi, bỏ nước một tí thôi để cho mà nó hơi ẩm đồ rồi là được, chứ đừng có bỏ nước nhiều quá, ngập úng thì nó cũng sẽ mau chết đó. Tưới đẫm hai cục gạch để một tí nước để cho nó hô hấp qua da đó, rồi nó có chỗ nó trốn trong đó thì các bạn sẽ để được rất là lâu. Nếu xiên nữa thì khoảng một hai ngày gì đó các bạn gạn cái nước này, cái nước dơ này thường là nó tiểu ra đó, bạn thay nước mới là nhái nó sẽ rất là sống rất là lâu, để nó cho ăn dần dần. Thì nhái á, thường là nó sẽ ăn cá, nó cũng rất là thích, mà ăn nhái thì nó rất là mau sumo, mau mập, cũng như dinh dưỡng nó cũng rất là ok. Thì anh em cũng có thể cho ăn thường xuyên được, nhưng mà ăn nhiều quá thì nó cũng dễ ngán và cá nó cũng dễ gọi là béo phì á. Mình thì khoảng cũng lâu lâu mình mới cho ăn nhái, thì nhái thì cũng hơi khó mua, ngay mùa mưa này thì nó mới nhiều thôi, chứ còn mùa khô thì gần như là không có. Đấy, mình rất là siêng đổi mồi cho con cá rồng, xoay tua liên tục. Hôm trước là cho ăn rết, bây giờ hôm nay cho ăn nhái nè anh em thấy không. Bên cạnh đó mình còn có dán dubia nè. À, anh hai cho một mớ nè. Giờ mình không nuôi dán dubia nữa, mình cho anh hai một mớ. Bây giờ anh hai gầy lên rất là nhiều, anh hai cho ngược mình để mà làm mồi cho cá nè. Đấy, bên cạnh đó mình còn có sâu nữa nè. Đấy, sâu đực này nó hơi bé nhưng mà ăn cũng được. Đấy, anh em thấy không, nhà lúc này cũng bao la mồi hết. Phải xuyên đổi với mồi cho cá như thế thì những con cá nó mới sung căng và nó ăn khỏe nè. Anh em lười mà đổi mồi hay là anh em không chăm mà mua mồi cho cá thì
khó lòng cá anh em sung đẹp như người ta được. Nhiều khi anh em chỉ nhìn thấy được cá mình nó sung đẹp và nó ăn mạnh như đó, mà anh em không nhìn thấy được cái quá trình mà mình nuôi cũng như mình chuẩn bị mồi màng nè anh em thấy không. Nhiều ông rất là lười đi mới mồi, tối ngày bắt những con cá ăn tôm này nọ, tôm đông lạnh á, bởi vì tôm nó rất là dễ mua, chỗ nào cũng có, siêu thị hay chợ. Còn mồi thì phải nhiều khi phải đi xa một xíu đó, đâm ra là cứ ép nó ăn tôm mà nó có ăn đâu. Thay vì vậy thì xiên đổi mồi cho nó, thì chỗ mình nói chung nó cũng dễ mua. Mình cũng chia sẻ với anh em những cái cách để anh em trữ mồi cho nó để được lâu như thế này. Nhái này là ăn cũng được lâu lâu à, bởi vì một bữa một con ăn thường tầm 2-3 con thôi, thì 50 con phải được khoảng mấy ngày, khoảng một tuần. Đó là cách mình chuẩn bị nhái, trữ mồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái đàn cá nhà mình ăn nhái cho, và quay cho anh em xem. Anh em thấy không, nó đớp chóc cái quẩy luôn, mà bỏ con thứ tư nó vẫn dứt luôn, ăn ác lắm. Ngày hôm sau mình sẽ cho nó nhìn, cho ăn bữa đã đời luôn, chóc mẹ cái quẩy rồi.
bầy hổ đói như thế này. Không biết là cái con Aikido này nó có kịp ăn không. Nên mình đã chắc phải đập cho con nhái đó. Nó đơ đơ đi, nó nằm trên mặt nước thì con Aikido này nó mới ăn được. Chứ mà nó nhảy cái là đó, vậy nó mới ăn được đó. Cho đàn cá ăn xong rồi cho ăn nhái mệt vãi cả đái luôn, bởi vì nhái nó nhảy tùm lum chụp mệt mà một tay quay một tay cho ăn rất là lu bu với là rất là rủi ro. Này em thấy con cá còn lục phim nó sung quá, ăn tới chốc bảy luôn. Con này nó ăn ba con nhái rồi anh em thấy không, nó vẫn sung như chó con. Mình đưa cái cầm cái ca nước thôi mà nó chạy theo rồi không? Rồi. Cảm ơn anh em đã xem. Hẹn gặp lại. It's my